người phụ nữ khi bị chồng bỏ không cần biết là vì lý do gì, sẽ khoác lên mình một cái tội. Khi đó thì sẽ bị xã hội hắt hủi. Và hàng trăm quy tần mỹ nữ không chấp nhận cái việc đó, không thể nào chấp nhận được. Chính vì vậy kéo nhau đến chân núi Yên Tử, nói Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đứng ở một bên bờ suối, các cô đứng ở một bên. Nếu như chàng buông bỏ chúng tiếp sẽ chẫm mình xuống dòng suối này để bảo toàn tiết hạnh các chị. Và quyết định buông bỏ tất cả rồi thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông quay lưng đi lên núi, đã bỏ lại tất cả. Hàng trăm cung tần mỹ nữ chẫm mình xuống dòng suối này, đã có cô thì bỏ mạng tại đây, có cô thì không chết, được người dân xung quanh khu vực này cứu sống và không còn con đường nào để đi, thì các cô là lấy chồng, sinh con, sinh sống cùng với lại người dân quanh khu vực chân núi Yên Tử đây ạ. Thưa các anh chị là nếu như anh chị nào mà đến với chân núi Yên Tử mà hỏi con gái gốc ở đây á, thì cực kỳ xinh đẹp, là rất là xinh đẹp, bởi vì là mang trong mình dòng máu của hoàng tộc. Cung tần mỹ nữ ngày xưa đã được tuyển chọn để tuyển vào cung rồi thì rất là xinh đẹp. Và vào cái thời kỳ đất nước của chúng ta đổi mới từ năm 1975 cho đến năm 1990, đó chính là khu vực mà Thủy Nguyên Hải Phòng đấy ạ, giáp với lại qua con sông Cống, giáp với lại Hải Phòng. Thì đất nước của chúng ta là khuyến khích người dân là đi khai hoang, đó chính là đi làm kinh tế mới đó thưa các anh chị. Thì Đông Triều Quảng Ninh cũng rất nhiều người đi làm kinh tế mới, khai hoang ở mảnh đất là Thủy Nguyên Hải Phòng và chỉ cần qua con sông Cấm thôi, định cư ở thành phố Hải Phòng. Và đó chính là câu trả lời, lý giải tại sao mà mảnh đất Hải Phòng nhưng lại gốc Quảng Ninh, gốc Đông Triều và những cô hoa hậu rất là xinh đẹp các anh chị nha. Đó chính là câu trả lời tại sao mà Hải Phòng lại nhiều những cô hoa hậu như vậy các anh chị ạ. Và em sẽ quay trở lại với lại câu chuyện Đồ Sơn. Nếu như mà đến với Đồ Sơn thì chúng ta rất là nhiều những cái niềm vui rồi. Nhưng mà nếu như các anh chị nhà mình làm vào công tác chính trị các anh chị nhà, hoặc là anh chị nhà mình có dịp qua đây thì chúng ta đừng bỏ qua một ngôi đền có tên là đền Bà Đế các anh chị nhà. Duy nhất ở đất nước Việt Nam của chúng ta đến cái ngôi đền này, các anh chị nhà mình không cầu xin cái gì hết. Đã, không cầu xin rằng là an bình, hay chúng ta không cầu xin giàu có hay là con cái, không cầu xin gì cả. Chúng ta chỉ mong một điều thôi, đó chính là mong tránh được thị phi. Đã, ngôi đền này thờ, đó chính là thờ Bà Đế, và tên thật là Vũ Thị Nương. Và thưa quý anh chị là đến đây tại sao lại có câu chuyện này? Đó chính là câu chuyện lịch sử vào thời kỳ thế kỷ thứ 17, khi mà ở khu vực này có hai vợ chồng rất là tốt bụng nhưng mà lớn tuổi rồi, không có con nào, và đi cầu tự được một, sinh ra được một người con rất là xinh gái, có tên ý là Vũ Thị Nương. Bà rất là xinh đẹp và có một giọng hát rất là hay. Bà xinh đẹp và người mà tỏa ra một hương thơm mà người ta ví là bà đi đến đâu bướm bay đến đó. Đã, rất là xinh đẹp và hát rất hay. Thì một buổi chiều khi mà chú Trịnh Tráng trèo thuyền rồng đi qua khu vực mũi Đồ Sơn bây giờ, thì nghe được một giọng hát rất là trong trẻo, cho người đi tìm xem ai hát, và tìm được Vũ Thị Nương mời lên thuyền để hát cho mình nghe. Nhưng mà giữ bà qua đêm, thì cái đêm hôm đó chuyện gì xảy ra đã xảy ra, và bà đã mang trong mình dòng máu của chúa Trịnh. Thì sáng hôm sau chúa Trịnh có từ biệt, một tháng sau ta sẽ quay trở lại cưới nàng về dinh. Thì sau một tháng không có ai trở lại hết. Trịnh Tráng quá nhiều việc, bởi vì là hoàng tộc quá nhiều việc không kịp quay lại, và bà đã bị làng tổng bắt vạ, nhà rất là nghèo cho nên không đủ tiền để nộp vạ. Và khi đó bà bị đóng dọ đá thả xuống biển, thả ở ngay khu vực mũi Đồ Sơn bây giờ, khu vực là lập đền bà đấy. Thì thưa với các anh chị rằng là bà ngửa mặt lên trời nói được rằng là ta chỉ là thường dân, chúa bảo sao ta nghe vậy, phận con gái làm sao dám cãi lại. Nếu như trời xanh có chứng giám dìm ta xuống, hãy cho ta nổi lên 3 lần. Và đúng như vậy, khi bà bị dìm xuống dọ đá thì bà nổi lên 3 lần. Tuy rằng bà đã thác, bà đã chết rồi, nhưng bà dọ đá nổi lên 3 lần. Và ngay ngày hôm sau thì chúa Trịnh mang xính lê đến nhưng đã không kịp. Và đây là một nỗi oan. Và dân làng nơi đây là lập ngôi đền thờ bà, lấy tên là đền Bà Đế.
Và thưa các anh chị, nếu như có một dịp qua đây đó, thì các anh chị nhà mình nhớ ghé qua ngôi đền này các anh chị nha. Bây giờ thì thưa với các anh chị là chúng ta đã chuẩn bị đến cái cây cầu Bạch Đằng rồi các anh chị nha. Đi qua cây cầu Bạch Đằng này thì chúng ta sẽ đến với lại mảnh đất Quảng Ninh. Và chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cái công trình mà có lẽ là chúng ta rất là tự hào. Bởi vì đây là một cái cây cầu nó nối liền giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, một trong hai tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc. Và cây cầu này cũng chính là cây cầu bắc vào con đường cao tốc Hải Phòng Hà Nội, để nối liền với lại cao tốc Vân Đồn Hạ Long, và sắp tới là cao tốc Vân Đồn Móng Cái sẽ nối vào khu vực là Vân Đồn Hạ Long. Thì chúng ta sẽ di chuyển từ Móng Cái lên Hà Nội các anh chị nha, chỉ trong vòng có 4 tiếng đồng hồ thôi. Thay vì nếu như bây giờ anh chị nhà mình đi xe khách, chúng ta sẽ mất khoảng 9 tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ buổi sáng các anh chị có thể ăn sáng ở Móng Cái, buổi trưa lên Hà Nội ăn cơm trưa, buổi tối lại về Móng Cái ngủ ở Móng Cái được rồi. Đã các anh chị nha, dự kiến là hết năm 2022 thì cái cao tốc Móng Cái Vân Đồn này sẽ thông. Là đây cũng sẽ là thông tin để các anh chị nhà mình, có anh chị nào mà có công tác ở mấy cái Móng Cái thì chúng ta nắm được các anh chị nha. Thì đến với Quảng Ninh thì chúng ta sẽ đến với lại mảnh đất của triều đại của nhà Trần. Các anh chị nhà mình đi đến đâu cũng sẽ có dấu chân của nhà Trần. Đến với lại khu vực khách sạn hôm nay thì nhà mình nhớ giúp em là nhà mình ở khách sạn Galaxy các anh chị nha, ở khu vực là Cái Răm, Bãi Cháy. Đến đây cái địa danh Bãi Cháy đấy, có anh chị nào thắc mắc tại sao có tên Bãi Cháy không ạ? Các anh chị nào thắc mắc không? Đã. Thưa với các anh chị, em sẽ giải thích cho các anh chị nhà mình nghe tại sao có tên là Bãi Cháy các anh chị nha. Nè, có hai cách giải thích. Nát nữa thì đoàn chúng ta sẽ đi sang qua cây cầu Bạch Đằng, chúng ta sẽ sang đến khu vực Quảng Ninh. Các anh chị nhà mình sẽ thấy một cái loại cây mà nó làm lên cái thương hiệu của người Quảng Ninh, chính là cây thông hai lá. Cây thông này đó thì nó vừa lấy nhựa, vừa lấy gỗ, và đặc biệt người dân biển đó, họ quý nhất ở cây thông này, nó đây chính là cái lá của cây thông. Người ta chỉ mong cái cây thông này nó rụng lá xuống thôi, để người ta lấy cái lá thông này để làm gì ạ? Lát nữa thì đoàn chúng ta sẽ nhìn sang bên tay phải, nhìn sang bên tay trái, chúng ta sẽ thấy có một cái loại phương tiện di chuyển của người dân Quảng Ninh. Nó là một cái loại thuyền nhỏ thôi. Người dân ở đây không gọi đó là thuyền, cũng không gọi đó là tàu, mà gọi đó là cái mủng. Nó đan bằng tre và có quét và nhựa đường hai mặt, thì gọi đây là cái mủng. Ngày mai đoàn chúng ta sẽ đi thăm vịnh Hạ Long, các anh chị nhà mình sẽ thấy rất nhiều cái phương tiện này, và người dân địa phương gọi là cái mủng các anh chị nha. Đó, và trước đây thì chính vì là cái việc đây là chúng ta đang đi lên cây cầu Bạch Đằng đấy các anh chị ạ. Chính vì là cái việc là cái mủng này á, thiết kế và đan lát nó rất là dễ, cho nên là nó rất là phổ biến ở mảnh đất Quảng Ninh. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó chính là cứ một năm là sẽ phải cho lên bờ một lần, bởi vì cái mủng này nó cũng chính là nơi mà cái con hà, con hầu, trong tất cả các bữa ăn nhà mình, các anh chị nhà mình sẽ có món hà, món hầu đó. Thì các anh chị nhà mình sẽ thấy là cái tính chất của cái con này nó bám vào tàu thuyền, kể cả là tàu sắt, tàu gỗ, nó bám vào và nó tạo điều kiện cho những cái con ký sinh trùng là làm mục cái phần bên trong. Và chính vì vậy mà mỗi năm cái mủng này sẽ phải cho lên trên bờ một lần, và người ta sẽ